Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 15 tháng 1, tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Với chủ đề xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ đoàn và đoàn viên và 80% thanh niên được quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội 13 của Đảng và các chủ trương nghị quyết của đoàn. 100% các bộ đoàn, hội đội có ít nhất một công trình phần việc chào mừng thành công đại hội đoàn các cấp. Toàn tỉnh có 6.000 ý tưởng sáng kiến giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả trong học tập, lao động, sản xuất, trồng mới ít nhất 130.000 cây xanh, xây dựng cảnh quan môi trường, phát triển kinh tế, vận động ủng hộ 350.000 cây xanh vào vườn ươm thanh niên, tổ chức hướng nghiệp, tư vấn cho ít nhất 19.000 đoàn viên thanh niên, giới thiệu việc làm cho ít nhất 2.600 đoàn viên thanh niên, giúp đỡ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng được khoảng 36 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn. Phong trào cũng đặt mục tiêu xây dựng 45 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn, hỗ trợ giúp đỡ trên 3.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tại hội nghị, đại diện các cơ sở đoàn trực thuộc đã đóng góp ý kiến về kế hoạch tổ chức các công trình chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, đề xuất giải pháp thực hiện một số chỉ tiêu như xây dựng mô hình thôn bản gắn với phát triển du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP, chỉ tiêu giảm nghèo, triển khai đại hội cấp cơ sở phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cũng tại hội nghị, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã ký kết giao ước thi đua năm 2022 và chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.